say say lo say say mu say say lo say say hầu chứ hầu mê mê đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mê mê thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá u chàng trai mi tu mù say say lòi say say mù say say lòi say say hồ chứ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mê mê. Tiên thì thầy phải chịu thôi. Dạ, không gì. Thầy hôm nay mà nhà em nhé. Thì hôm nay là cũng được sức khỏe rất là vui. Năm mới bây giờ anh Thành thì 25, anh Tuấn thì bây giờ tính ra 35 rồi, gần 1 năm rồi. Sức khỏe của anh nhé. Còn anh còn thì là anh em với em, bọn em trên này thì này cũng là anh em nhà rồi luôn nào. Rất là vui hôm nay được rồi. Hôm nay gặp các anh chị với cả thầy đây rất vui. Và chúc anh chị là chúc anh các anh làm công tác tốt thế không? Mà anh. Thôi em ơi là chủ ăn cơm. Đó một cái gì nhá. Mày có ăn điện thoại thì ra ngoài chụp ảnh cứ để chị lấy quần. Quần lấy cái gì nhỉ? Chị có sao thấy canh cả. Chị ơi. Thầy bảo là chàng là cả thấy nhảy lên xe máy và đi thôi. Chưa thấy chàng bảo biết chưa có duyên. Hôm nay bảo tôi hỏi anh em là hôm nay không có duyên gặp chàng là cả thì thôi không sao. Đời còn dài mà trai còn nhiều. Hôm nay là như này một cái anh ngồi đây. Cái này là anh em. Tao thích cho tao sợ đẹp đi em đừng có hơi ăn luôn mày phải ăn đây 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 có bao chú
bài này không có mẹ nhá. Người đấy là cái dự án mà đi ngang và nó là nó thành cái đường mà nó sẽ thành công lớn. Cảm ơn bạn. Nghe là nghe người đó phù đúng không? Cảm ơn. Có duyên vì con chó mà anh em mình gặp nhau nhỉ? Xin giới thiệu với cả nhà. Đây là sư thầy mà A Báo đã gặp ở nhà Vương. À, thầy cứ ăn cơm đi nhé. Thầy không được uống rượu đâu. Mà thầy uống rượu con không cho đâu. Và đấy. À, thầy cứ ăn cơm dùng nhé. Đây là một người em, một người nghệ sĩ, một người hình như là một người em này, một người nghệ sĩ này, một người mà công chúng rất là yêu mến. Và nếu mà em đấy là con gái thì A Báo sẽ tán lâu rồi, nhưng mà yên tâm là em ấy là con trai cho nên A Báo chỉ thích con gái thôi. Đây, em đấy là Chan La Cả, nghệ sĩ Chan La Cả. Hãy đừng nói là nghệ sĩ này. À không sao, nhưng mà rất là vui hôm nay được dùng bữa cơm thân mật cùng cả nhà có Chan La Cả ở đây. Thì hôm nay quên mic rồi, nói mộc thôi. Đấy, đây chúc Chan La Cả ăn cơm ngon miệng này. Đấy, Chan La Cả có đôi lời phát biểu gì không? Mà có muốn phát biểu rồi, phát biểu rồi. Đấy, rồi tí nữa A Báo sẽ tặng Chan La Cả những giai điệu của bản Mông để những ca khúc. Nói chung là gặp A Báo là rất vui đấy. Bây giờ mình cũng hẹn trên mạng nhiều rồi, bây giờ gặp ngoài. Hôm nay gặp không hẹn mà gặp. Đấy, rồi ăn cơm đi nhá, ngon mỏ đi nhá. Đây chắc chắn là nghệ sĩ quay tay. Đây, nghệ sĩ gọi tay, em tên gì nhỉ? Quên. Em là Huy, mọi người sẽ biết em là Jaden Trần. À, dê à? Dê, em phải nói chậm một tí. Tiếng Việt nó sẽ là da đen trần. Da đen trần, à da đen cởi trần à? Dạ đúng rồi, cởi trần nhiều da đen. À đúng rồi, nghệ sĩ quay tay cho Chan La Cả cả nhà nha, yên tâm. Mình đang có 2 triệu sub rồi, chỉ thiếu 1 triệu 900 đây à, sub mì tôm à? Đúng rồi, nhưng mà em thiếu 1 triệu 995.
À thế tí anh cho, anh gửi dạ, okay, anh chuyển khoản nhá nhá. Dạ, à, không anh dùng không dùng ok. Chân thành này. Chân trần này. Chân thật này. Chân không đi giày này. Em biết chân gì đâu? Chân thịt. À, cả nhà nhá. Có nghĩa là mình phải chân thành, chân thật, chân trần, chân không đi giày là không à báo không dùng ok, ok là đồng ý. No ok đúng không ạ? Không. Chân trần. Chân thành, chân thật. Đây, nghệ sĩ quay tay cả nhà nhé. Chân thịt. Rồi, rất là vui. Rồi, nó mỏ đi nhé. Rồi. Rồi, đây một nghệ sĩ chuyên quay tay cho báo này. Trọng Đông Bắc này. Đây, chưa có người yêu, chưa có người thương. Đấy, yên tâm nhá. Rồi, như đã hai con. À, nhưng mà bên này vẫn còn nguyên này. Trai Tân nhé. À, nghệ sĩ này thì ở Sài Gòn, ở Tây Nguyên nhưng vẫn là trai Tân cả nhà. Đấy. Nhưng mà muốn yêu bao nhiêu người em? Thôi cái này em không chia sẻ à, nhưng mà mọi người biết là một tuần có 7 ngày nên là... À, một tuần có 7 ngày. 7 ngày đi chơi hay là 7 ngày đi yêu? Dạ, 7 ngày 7 người khác nhau. À, ôi dồi dàng ơi. Thế nó mỗi năm thì nó có bao nhiêu người thương? À, rồi thôi. Vấn đề này thì ai mà cần liên hệ thì hãy alo cho 0978321988 quản lý của bạn đấy nhá. Cảm ơn cả nhà nhá, mùa say. Rồi hôm nay đây. Đây hôm nay sang à báo hôm nay rất là vui được gặp một nghệ sĩ mà núi ở trên núi đá mà chuyên đi hái lượm mà từ cái thời nguyên thủy và đến bây giờ từ bây thời giờ mà không mặc quần không? Từ thời mà không mặc quần đến bây giờ đã có quần áo mặc. Mà các nghệ sĩ đấy là chuyên hái lượm và hái những củ quả rau rừng mà để quay lên cho cả nhà xem là ở trên rừng không? Lý Tử Long, kênh Lý Tử Long hay Lý Tử Lanh? Ngày xưa là Lý Tử Lanh. À bây giờ là LTL. LTL ý nghĩa là gì? Thì tùy mọi người nghĩ thế nào nghĩ. Ví dụ như là anh Hoàng Nam anh nghĩ là lồ to lắm. Cái này là không biết đâu. Không, có nghĩa là bỏ. Đấy là ý tưởng của LTL. Mà đấy là ý tưởng của anh Hoàng Nam. À rồi, à rồi, thôi để A Báo đặt tên đi nhá. LTL đúng không? Đúng rồi. Anh có lưu ý cả. LTL. À, A Báo nghĩ là L. Có nghĩa là rất cái từ L nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu những người mà am hiểu về những từ L thì sẽ hiểu sai về cái ngôn ngữ của nó. L có nghĩa là mình cũng đang sờ đấy. L có nghĩa là mình cũng đang sờ đấy. L T L đúng không? Đã sờ thì phải T. Đã T thì phải L. Đấy. Đúng không? Đấy cả nhà nhá. Đây là ý nghĩa của cái tên kênh của anh em thôi đâu. Chúc anh năm mới này. À anh bạn thôi. Bởi vì là cùng tuổi này. Đúng rồi. Hai của là đúng không? Hai của là. Quên tên gì quên rồi. Mình là Thành. À Thành. Rồi, Thành nhá. Còn một người bạn nữa mà đang nuôi con một chú chó cọc đuôi của A Báo. Đi rồi. Đi đâu? À đi đâu? À A Báo sợ đi rồi là đi sang Tây Thiên. Này thì thầy phải thỉnh kinh thì thôi. Một số năm mới chúc khán giả của A Báo luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong một cái năm năm nay năm hổ nhờ. À, đúng năm con hổ A Báo con rồng sẽ phải mạnh khỏe như hổ nhá. À, cảm ơn LTL LTT. Rồi còn một nghệ sĩ chuyên quay tay đây rồi, nghệ sĩ đây là nghệ sĩ chính đáng này. Chuyên quay tay là chuyên đưa những con người nghệ sĩ đi trên những dặm đường dài đúng không? Mà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió rồi, bây giờ đã có rất nhiều kinh nhỉ? Và nghiệm đúng không? Kinh có nhiều không? Và nghiệm có nhiều không? Kinh nghiệm thì cũng nhiều, em đến Hà Giang này cũng 6-7 năm rồi. Đi rất nhiều nơi Hà Giang, thật sự là ở Hà Giang thì nhiều thật sự rất nhiều cảnh đẹp mà vẫn chưa khai thác hết. Cũng xem khai thác nhà báo nhưng mà chủ đạo là xem những cái bản sáo người Mông người hát cho người nước ngoài. Cũng mong là anh có sức khỏe và sau đó anh có bản nhạc mới, có những ca khúc mới gửi tới cho mọi người, đặc biệt là truyền bá văn hóa điệu nhạc Mông đến với nhiều người nước ngoài hơn. Chúc anh một sức khỏe và chúc thung Bạch Ngọc công việc của Bạch anh Ngọc, những cơ sở mới của anh không ngày càng phát triển chuyển cảm hứng rất nhiều kia gọi là gì nhỉ anh nhỉ cảm ơn anh Bạch Ngọc cái mình cái cán bộ quay tay tên gì A Báo quên rồi
Em tên là đúng rồi, nó thuộc Thịnh. À, có giọng 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 nói rất là rè và rất là đặc trưng. Chắc là các nghệ sĩ quay tay cũng ít ít người có nhỉ. Giọng rất rè nhá. Và giống như giọng thuốc lào ấy cả nhà. Rất nhiều. Bài giọng này chắc chắn sẽ hát được rock này cả nhà này. Được. Đấy, rất là vui, nhiều sức khỏe. Rồi, và truyền đạt có những cái bài hát mới sáng tác hay hơn. Năm mới chúc Phúc Thìn nha. Dạ, một năm mới rồi dào sức khỏe, quay tay được nhiều hơn. Dạ, là đưa cho những con người nghệ sĩ cũng như là tất cả mọi người. Đây là cả nhà kể chuyện cũ là có nghĩa là A Páo gặp Chan La Cà trong hoàn cảnh A Páo có một nồi cơm to, sau đó đã xào hết thịt hết rau rồi, bây giờ A Páo còn một cục chả, A Páo chưa kịp ăn cái con bồ của A Páo không, à cô gái bán khoai của A Páo bảo A Páo ăn đi, từ từ thằng Chan chưa vào tao chưa ăn, đấy là A Páo nhường nó hết ăn cơm hết thì bắt nó. Bắt cái nó là phải ăn hết thì nó mới đi quay Canada. Đúng đó rồi. Đó là những kỷ niệm rất là vui mà hai anh em ở trên đỉnh đèo mà áp bình lèm mà trời rất là giá buốt và lạnh, là còn mưa nữa. Hôm đấy không quay được gì luôn. Chính xác là hôm đó là trời rất là lạnh thì đi ngang qua thì anh đã báo ăn cơm và có gọi và kêu là mình kêu là rất là no rồi, thì anh bảo là bắt mình là phải ăn một bát cơm và ăn hết cục chả này mới được cho đi. À đó, đó là kỷ niệm của anh của Chan La Cà với A Páo đó đấy. Đấy. Còn tương còn hôm nay lại là một cái kỷ niệm niệm mà cũng không hẹn mà gặp ở nhà Vương mà xong một chương trình văn nghệ cực kỳ ấn tượng mà riêng với hai anh em thôi, còn mọi người thì ấn và tượng đến đâu thì mọi người tùy thôi. A Páo cũng không muốn giải thích gì thêm, nhưng mà đấy là hôm nay là cuộc gặp đúng là không hẹn mà gặp. Đó là cái ấn tượng rất là duyên. Và một cái đặc biệt ấn tượng với Trọng Đông Bắc là như thế nào? À, ấn tượng với Trọng Đông Bắc là 3 năm trước là lên đây này, xong rồi là bay flycam ở đây thì mới bị chém đứt cái tay. Xong rồi vào ngồi thì nói với Trọng là bập bập bập. Ồ không xa, bập bập bập. À đây, Trọng đây. Thì nói với Trọng là Trọng mới hỏi là anh làm gì, thì kêu là anh làm YouTube, kêu là anh sẽ quay đây và anh sẽ trở thành một travel blogger. Đấy. Ngày xưa là chưa làm kênh và bây giờ sau 3 năm quay trở lại thì đã có kênh rồi. Đấy, có nghĩa là Trọng Đông Bắc đây, hình hài của Trọng Đông Bắc chưa có người thương đây. Đấy, chưa có người yêu đây, mới có hai con thôi. Người yêu với người thương khác nhau, người yêu là khác, người thương là khác. Người thương là khác với người yêu khác cả nhà nhé, yên tâm. A Páo cũng đã có người, đã có ai thương đâu, chỉ yêu thôi, nó chỉ yêu ở trên mạng thôi, nó lừa A Páo thôi. Nó không thương đâu, nó thương thì nó phải tìm đến A Páo chứ, nó cứ chém gió ở trên cái Facebook Zalo A Páo không thích đâu. Đó, đấy là kỷ niệm của anh em mình mà. Đúng là Chan đang làm một cái video về kỷ niệm này. Bao nhiêu năm làm YouTube nữa? Dạ, nói chung là em làm ngày xưa là 3 năm là lên trên này làm YouTube cái video đầu tiên trên này. Thì bây giờ được 3 năm rồi thì em muốn làm lại kỷ niệm, quay lại làm kỷ niệm cái dịp 3 năm á. Thì mình bắt đầu là vẫn nơi tại Hà Giang, thì mình cũng muốn là sau 3 năm thì mình quay lại Hà Giang để mình làm lại một cái video. Và trong năm nay thì là sau cái video này thì là cái định hướng là mình sẽ xách ba lô lên và sẽ đi nhiều nước khác nhau. Mình sẽ rất là muốn đi La Cà, cả nước thế giới để nhìn ngắm xem là có khác Việt Nam nhiều không để học hỏi. A Páo cũng muốn đi nước ngoài lắm nhưng mà còn chưa vào thành phố Hồ Chí Minh, cũng chưa vào được Tây Nguyên, thế để A Páo đi vào Tây Nguyên gặp Trang đã, sau đó mới vào đến hết đất mũi Cà Mau sau mới ngược lại. Còn về nước ngoài A Páo không mơ mà không mong đợi, từ từ tầm mấy năm nữa. Rồi, chúc em thuận lợi với nhau nhé, mọi việc hành thông suôn sẻ tốt đẹp. Rất là vui. Chúc cả nhà, chào cả nhà, mỗi sai là sai. Và bây giờ nhân vật cuối cùng mà A Páo muốn gửi tới cho cả nhà là kỷ niệm của A Páo gặp anh bạn, đây là anh bạn mua chó và A Páo là A Páo bán chó. Kỷ niệm vui nhá, là A Páo là có một trại chó rất là to, còn tầm 15 con chó, nhưng mà A Páo bán một con chó cộc đuôi tên là Pao.
Pao ý nghĩa là tên của cuộc báo. Phim kia thì có đó, có nghĩa là à, đây là kênh Lê LTL. LTL là hôm nay rất là vui. Anh đấy cũng cùng tuổi với Pao thôi nhưng mà thực sự là đúng là không biết nói gì hơn nữa mà lại cùng nhau đam mê về chú chó cậu đuôi và cùng làm YouTube và để quảng bá sản phẩm, những sản vật của địa phương cũng như là quảng bá du lịch cho mọi miền của Tổ quốc để mọi người biết là thấu hiểu cái nỗi vất vả của những người thợ rừng. Đây là những người anh em thợ rừng chuyên trải nghiệm và sống ẩn dật ở trên núi cao và săn bắt hái lượm và hái những cây thực vật để ăn. Thú rừng không bắt cả nhà nhé. Thú rừng đảm bảo là không bắt, chỉ gọi là trải nghiệm thôi. Đó, có nghĩa thú rừng không bắt mà chỉ có mang gà vịt với một số là các loại như là những sản vật của ở trên rừng, thì mình những cái gì mà mình lấy được thì mình sẽ mang về để mình có thể gửi tới cho những quý khách mà đặc biệt là những người bạn của mình thôi, và nghĩa là để trải nghiệm để mọi người biết là núi rừng Hà Giang hay núi rừng Tuyên Quang hay núi rừng nào mà nó có những cái gì ẩn tích ẩn danh như gì, mọi người đều được trải nghiệm qua kênh LTL ở nhà nhá. Đấy, anh có đôi lời anh bạn có lời phát biểu không? Câu chuyện cái duyên của Thành với cả anh Báo là thế này, là mua con chó, người mua thì không biết chủ là ai, đúng rồi, người mua không biết chủ là ai, người bán cũng không biết là người mua là ai. Và hôm nay đến hôm nay thì mới biết, cách đây khoảng độ hơn một năm không, đến hôm nay La Cà thì mới biết. Đúng rồi, bởi vì có La Cà này. À, hôm nay La Cà lại gặp La Cà nhé, mới biết là mình là người mua chó à? Ông này là người mua chó mà ông này vẫn là đang là nuôi chó của Apao, là thần khuyển đấy. Hôm nay mới biết là chủ cũ của Apao của bên LTL thì là anh Apao. Đó, và anh Apao cũng mới biết là mình là người mua. Đúng rồi. Đó, hôm nay cũng biết. Vì là từ tay anh Apao đến tay mình thì có một người ở trung gian và người ta không nói là ông mua của tôi mua của ai và tôi bán cho ai. Hôm nay thì ngồi rườm rà ở đây tự nhiên là hai anh em móc ra câu chuyện. Tôi làm kênh YouTube, tôi cũng có ông này thì đam mê mông cổng, tôi cũng nuôi một con mông cổng. Đó là anh Apao. Và người ở trung gian là Hoàng Thiện, là người em của Apao và chuyên về chó cậu đuôi, và người em đấy cũng là sau với Apao, sau đam mê thôi, có nghĩa là Apao đam mê rồi Apao bỏ dần đến tiếp nối là những hậu duệ, những người em. Hôm nay rất là vui, chúc LTL, kênh LTL cũng như anh em ở trong ekip luôn nào lúc nào cũng mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và luôn giữ gìn và bảo tồn và phát huy những động vật quý hiếm ở trên núi cao và truyền tải lại cho mọi người về cái nhiệt huyết cũng như là động lực để yêu đời hơn, sống yêu động vật, yêu thực vật, yêu mọi người hơn, sống chậm lại để mọi người để gần gũi nhau hơn như Báo với anh bạn Thành ở đây. Có nghĩa mình hãy sống như những con thú hoang đi, hãy yêu đi, hãy yêu như những cánh rừng đại ngàn đi. Tôi lớn lên nơi rừng xanh, dùng bậc thang với ngôi nhà sàn, sáng bình minh bừng lên chim hót, gió vi vu xuôi hát trong ngân, đàn chim trắng bay về núi cao, mây lững lờ ngủ say lưng đồi, gió rừng reo vui trong nắng mới, núi rừng ơi ta nhớ buôn làng, nhớ những con đường dốc núi thân quen, lửa trại bừng lên rộn vang tiếng khen, ơi những chàng trai và bao cô gái bên chén rượu cần lễ hội công chiêng. Tôi về với rừng xanh, tôi về với buôn làng, về với người cô gái, về với người tôi yêu. Tôi về với rừng xanh, tôi về với buôn làng, về với người cô gái giữa đại ngàn Tây Nguyên, về với người cô gái giữa đại ngàn Tây Nguyên.
ta nhà một năm mới mày khỏe ăn khao thì vừa vạn sự nhi mù sai sai lo sai sai mù sai sai lo quay quay chào cả nhà mù sai sai lo sai sai mù sai sai lo sai sai hầu chứ hầu mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say mù say say lòi say say hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ Thank you.